Mời cả nhà nha. Hồi nãy cái dĩa này mình quay á cả nhà, nó bị lỗi cái máy á, nên nó rất mất tiêu. Giờ mình quay lại khúc ăn luôn cả nhà. Hợp thịt với mì tôm nha. Ba tấm vịt với 2 tấm gà, 5 tấn cả nhà. Hầm vịt với hầm gà là 5 tấn cả nhà. 5 tấn vịt, ba vịt, 2 gà cả nhà. Quên là cả nhà nha, xin lỗi cả nhà. Mời cả nhà nha. Gọn ghê không? Tại cái quay mình nấy mấy cái vấn đề hay mình làm nó lỗi tới lỗi lui. Ba có mì tôm, ba có mì tôm với 5 tấn vịt cả nhà, 5 tấn vịt, hậu 3 tấn vịt với 2 tấn gà, 3 tấn vịt với 2 tấn gà, nên mình nó mới dễ dàng cả nhà. Này cũng người bạn của mình chỉ với cả nhà, nên mình mới làm. Giờ mình làm ẩm thực về luôn cả nhà. Dầm cầm luôn cái nhà, cái cây quay của mình bị gì không, nay nó bị gì à. Dầm cầm luôn cái nhà. Để mình kiếm cái gì mình bỏ lên đây, mình bỏ lên tới không. Có tên quạt cả nhà, cảm ơn mình cả nhà. Đó. Vậy nha cả nhà. Mời nha nha. Ăn mới mì, mì tôm cả nhà. Với hộp vịt, hộp vịt đó. Mì tôm mình bóp nhuyễn luôn. Mì tôm mình bóp nhuyễn luôn với hộp vịt đó. Hộp vịt mình bóp mình tạo giật. Mình phiêu. Có một clip nó kia nó cũng tầm mười mấy phút cả nhà. Cái tính là mười mấy phút chứ bây giờ mình ăn
Nhưng mà lúc khác cả nhà bị lỡ lúc kia rồi vẫn còn luôn. Anh tối là mình ra mình ra mình ra nó lên lên không được. Nó lên không được cái nhà nên camera mình không có quay, camera mình quay một ngày không à, với cái hộp là quay không được, còn không đi học phải quay được. Mời cả nhà nha. Mì tôm với hộp vịt đó cả nhà, mình đổ lộn vô mình bóp mì tôm nhuyễn hết. Bóp ba gói luôn cả nhà. Ngon rồi. Giòn. Giòn lắm. Vô tắt đèn nhiêu giờ ngon ghê quá nhỉ. Mai bị giật đọc cái mai bị gì chứ nên à. Mình coi thử hết dĩa này nữa nha. Có ba cái mì. Ba cái mì với ba trứng vịt. Ba trứng vịt, hai trứng gà. Rồi bao thân mình chỉ mình. Bữa nào làm ăn thật kinh vậy. Mình lấy hộp gà, mì tôm, bóp nhuyễn gà, đổ hộp vịt vô quậy quậy lên, còn giờ mình làm dễ dọn ngố luôn cái nhà. Giờ này thấy ai đứng sau lưng mình cho mình bỏ chạy luôn. Ở ngoài đường mình không biết sao trong nhà này không có, có cha mẹ mình đâu có sợ, cho mà ông bà mình ở trong nhà chứ chọn ngoài rồi sang ngoài xá rồi mình không biết. Từ chưa từ xưa giờ mình chưa muốn chơi mời cả nhà nha. Cái lạnh chút cũng được nhờ. Ghê luôn, bạn hay ngán. Mình nói ăn không biết ngán. Mình cầm ra mình có những đi ngủ rồi, ngủ qua. Mình qua gấp clip này. Ở lúc quay clip chiên luôn. Rồi mà cái này tới cái giờ đây nhờ cái này tới rồi lúc kia ngày mai mình lắp sao kia
cách gì nữa cả nhà. Tại hồi nãy mình cũng nhớ nguyên chương lớp mà nó bị lỗi. Nhưng mà mình quay hai clip thôi nha. Nó mình lúc này thì mềm nó có kêu không nha. Còn cái clip áo nữa nha. Cái áo chắc là mấy bữa nữa mình mới ra. Buổi sáng mình quay clip ăn quay áo bát rồi. Còn clip ăn nó chưa quay. Chưa. Mời ở nhà nha. Clip này chắc mình quay 15 phút quá nhỉ. Mình 15 phút quay mình lên cái nhà. Nó nói là bây giờ ngon quá, bây giờ giấc mơ mình ăn nữa quá. Đang đợi ít 15 phút nha. Mà còn mới ít ăn qua 3 mấy phút chưa ra. Mà chiều làm sao 3 phút. Có 4 bữa nên làm ít quá. Nghe động tại luôn cả nhà. Là mình chờ ở nhà mình. Cái này á, mình đặt phòng dịch ra. Đặt dịch nghỉ á. Bóp cho nó đông cái bọc luôn á, không có gói á. Bóp nhuyễn ra, xé ra, đổ ra ngoài hết. Còn đổ hộp dịch lên lấy đổ mình sớ luôn, mình sớ đều luôn cái mình ấy ngọn ghê luôn, nặng ngán quá giòn giòn vẫn muốn nha giòn muốn. Còn nói chuyện nghĩ là mình giống bị dị quá mà, nhưng mà làm này là mình quay là phải vậy à. Có không hết dữ à, dễ hết không nổi à. Ở nhà mình á, còn mình đang hay clip luôn nha cả nhà. Clip này, clip đằng này với clip quay, clip này mình đang sớt, clip quay mình đang sao cả nhà. Cái clip mà chiên á, chiên dưới bếp mình đang sao. À nó lỗi á, clip mình cũng biết chứ mà các bạn, mình cũng đang luôn. Ăn mình hay quá. Clip cái vô hai clip hay mình chỉnh không được. Mình chỉnh trong clip hai clip clip thành hai clip không được. Cài nghe không cài đặt cái máy về gì sao á. Mình không biết luôn. Mình đang ra mình lúc gì luôn. Thôi mình
Mình xin kết thúc ở đây cả nhà. Ba cả nhà hẹn cả nhà video mới của mình nha. Cả nhà thông cảm mình nha cả nhà. Mình bảo người lớn cả nhà thông cảm mình nha. Ba cả nhà hẹn cả nhà video mới của mình nha.